Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Trình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Võ Thành Nhân và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân về sự hợp tác giữa đài VOA của Hoa Kỳ với đài VOV của Cộng sản Việt Nam. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân. Để tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được gửi đến quý vị một bản tin rất là đặc biệt. Như quý vị biết là trong mấy ngày qua tại thủ đô Hoa Thành Đốn đã có những hoạt động rất là sôi nổi của một số người Việt có uy tín trong vùng, và trong đó là có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người tiên phong chống lại kế hoạch dự kiến hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chương trình Việt ngữ và Đài Tiếng Nói Việt Nam của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng được biết rằng là nhà báo Phạm Trần, một người cựu chủ bút lâu năm của phòng tin tức của Hoa Kỳ, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đã cho bản tin Hoa Thành Đốn được biết rằng là nếu Đài Vo và Đài VOV thỏa thuận giao kèo thì chương trình phát thanh ở Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ dài khoảng 15 phút mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu và chỉ được tập trung một số những cái tin tức vào các lĩnh vực giống như là văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội, nghệ thuật và đời sống của Hoa Kỳ mà thôi. Và vấn đề mà dự thảo khế ước còn dành cái quyền cho chương trình giao thông trên băng tần số 91 FM của Cộng sản Việt Nam, Đài VOV, có quyền chọn cho phát thanh hay không phát thanh một số những chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chương trình Việt ngữ, căn cứ theo những ràng buộc về pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi được biết rằng là hiện nay chúng ta có thêm một cái lý do nữa là cái cuộc vận động chính trị này hiện đang rất là lan rộng trong các tổ chức cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vì lý do là chương trình Welcome to America, chào mừng nước Hoa Kỳ hoặc là chào mừng nước Mỹ đó, mà hai bên đang thương ước để mà thỏa thuận đó, thì buộc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không được phát thanh những tin tức có liên quan tới chính trị hoặc là những tin chính trị. Và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân để nhằm tìm hiểu về những việc làm của ông có liên quan đến vấn đề Đài VOA và Đài VOV trong vấn đề dự kiến về chương trình Việt ngữ của Đài Hoa Kỳ sẽ phát thanh ở tại Việt Nam. Trước hết xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin chào anh Nhân và xin kính chào quý khán thính giả của đài. Anh có thể lược sơ cái bản tin nó quan trọng như thế nào? Cái sự hợp tác này nó xảy ra là do đâu vậy anh? Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, thì cái khởi sự theo như tôi chỗ chúng tôi được biết là một số các cái viên chức thâm niên của chương trình Việt ngữ đài VOA, đài VOA và phối hợp với lại cơ quan mà gọi là International Broadcasting Agency cộng với lại hội đồng quản trị của các cái thống đốc về truyền thông của Hoa Kỳ, tức là Broadcasting Board of Governors. Tất cả ba cái cơ quan đó nó phối hợp với nhau để làm một cái chuyện gọi là điều đình với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để mà cho cái đài, cho cái chương trình, cái đài phát thanh của VOV, tức là tiếng nói Việt Nam, tiếng nói chính thức của chính phủ Việt Cộng Nam, sản đó, Việt Nam Cộng sản Việt Nam đó, phát thanh lại mỗi ngày 15 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu một chương trình đặc biệt, nó gọi là Welcome to America, chào mừng đến đất Mỹ. Thì trong cái sự thỏa thuận này nó có những cái điều mà nó rất là nghịch lý và nó vi phạm các cái luật lệ cũng như là cái hiến chương của đài VOA. Thì tôi xin thí dụ cho anh biết là họ nhượng bộ đến cái mức như thế này, tức là họ nói là trong cái chương trình này được quyền nói đến các cái chuyện mà về văn hóa, về giải trí, về xã hội, về khoa học, về giáo dục, tất cả mọi thứ, nhưng không được quyền nói đến chính trị. Đấy. Cái điều thứ hai nữa mà chúng ta thấy là rất là nghịch lý là nhà cầm quyền Cộng sản được quyền kiểm duyệt và loại bỏ những cái chương trình nào mà họ thấy không phù hợp với luật lệ của Việt Nam. Thì anh thấy hai cái điều đó nó đi ngược lại với cái hiến chương mà của đài VOA mà được Tổng thống Gerald Ford ký vào ngày 12 tháng 7 năm 1976. Trong đó nói rõ rệt là đài có nhiệm vụ phải phát tin những cái tin tức trung thực, chính xác, đầy đủ và không bị kiểm duyệt đến khắp các nơi trên thế giới. Cái điều thứ hai nữa, đài phải đại diện cho toàn thể nước Mỹ chứ không thể đại diện cho một phần nào trong cái xã hội Mỹ được.
Cái điều thứ ba nữa là đài phải có nhiệm vụ là giải thích và hướng dẫn dư luận quốc tế biết rõ về cái đường lối và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Đài cũng trách nhiệm phải tổ chức những cái buổi hội thảo hay là những cái bình luận, đàm luận, góp ý kiến về các cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Thế thì anh thấy ngay là riêng một cái chuyện là họ đã vi phạm một cái chuyện là họ chấp nhận cái sự kiểm duyệt. Cái điều đó là luật pháp Hoa Kỳ không cho phép kiểm duyệt báo chí, kiểm duyệt truyền thông báo chí là không thể được. Ở đây họ cho phép nhà quyền cộng sản kiểm duyệt những cái chương trình của đài VOA. Để mà lược lại, để mà được phát. Yeah, cái điều thứ hai nữa, họ lại làm một cái chuyện là rất là tai hại, là tạo một cái tiền lệ để cho nhà quyền cộng sản có thể nói với lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nói với những nhà tranh đấu ở trong nước là các anh đừng chống đối chúng tôi nữa. Ngay nước Mỹ đã đi đôi với chúng tôi. Truyền thông Mỹ đã chấp nhận cái kiểm soát truyền thông của chúng tôi. Và các anh đừng có chống đối chúng tôi nữa. Thì cái điều đó là một điều hết sức tai hại. Và nó vi phạm cả luật pháp Hoa Kỳ, là vì luật pháp Hoa Kỳ không cho phép kiểm duyệt báo chí. Đó là cái đệ tứ quyền rất là quan trọng thế. Yeah. Mà bây giờ như thế này thì họ rõ ràng là họ vi phạm cả hiến chương của Liên Hợp của đài VOA do Tổng thống Gerald Ford ký, và cũng lại vi phạm luật lệ của chính phủ Hoa Kỳ. Vì vậy chúng tôi nghe tin này chúng tôi cực lực lên án và phản đối. Cái phản ứng cụ thể là như thế nào vậy? Vâng, thì khi nghe cái tin này tôi hết sức sửng sốt, và chúng tôi đã liên lạc với một số các dân biểu thượng nghị sĩ mà thường xuyên liên quan đến Việt Nam. Ví dụ như là thượng nghị sĩ John Cornyn, thượng nghị sĩ Mark Warner, thượng nghị sĩ Tim Kaine, cũng như là các dân biểu Jerry Connolly, John McCain. Vâng, thưa anh, chúng tôi cũng sẽ gửi thư cho ông McCain và một số các cái dân biểu khác nữa, thí dụ như là Keith Smith, Ed Royce, Sanchez, để mà báo tin, báo động và yêu cầu lên tiếng can thiệp. Chúng tôi cũng gửi một cái thư cho Bộ Ngoại giao, nói rằng là tôi xin họp với lại ông phụ tá tổng trưởng Ngoại giao về nhân quyền để mà xin bàn luận về vấn đề này. Và chúng tôi cũng đã soạn thảo một bài thư luân lưu để gửi Quốc hội Hoa Kỳ chung để mà yêu cầu xin chữ ký và gửi tiếp theo. Thưa anh, thế mà ngoài ra thì chúng tôi cũng dự tính là sẽ có lẽ sẽ phải lên tiếng can thiệp cả với Tòa Bạch Ốc. Và chúng tôi cũng vận động giới truyền thông của Mỹ cũng như là của quốc tế đó, và các cái cơ quan nhân quyền ủng hộ cho cái công cuộc cho để mà có thể đình chỉ cái việc mà nghĩa là cái điều đình giữa đài của Việt Cộng với lại đài của VOA. Yeah. Vì theo chúng tôi nghĩ đó là một cái sự làm mất cái uy tín của cái đài tiếng nói Hoa Kỳ. Yeah. Vâng. Thế. Thì chúng tôi khi nhận được cái tin hết sức là nóng sốt và có tính cách rất là nguy ngập, thì tôi đã cấp thời gửi thư đến tất cả các cơ quan truyền thông, các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng để yêu cầu tiếp tay yểm trợ. Và cá nhân tôi đã khởi xướng làm một số công việc ngay, tại vì công việc họ dự định phát truyền thanh lần đầu tiên vào cuối tháng 9 này, thì anh rất là sớm. Thành ra chúng ta cần phải có những cái hoạt động ngay để mà ngăn chặn, không cho cái sự phối hợp, sự cộng tác giữa hai cái đài VOA và VOV được thực hiện được. Thưa anh, thì cũng trong cái chiều hướng đó chúng tôi cũng đã liên lạc với lại SBTN, với đài về truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, SBTN, và cũng như là các cái báo chí, có các cái cơ quan truyền thông, các cái đài phát thanh của các nơi xa như là đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas, và chúng tôi hy vọng là sẽ có một sự hưởng ứng sâu rộng và lớn lao để mà bày tỏ được cái nguyện vọng, những cái ước ao chính đáng của chúng ta để nhà cầm quyền được Mỹ phải nghe và phải chấm dứt những cái hành động có lợi cho cộng sản. Và chúng ta không thể nào để cho khi mà họ ký cái đó có nghĩa là họ phải quên đi, họ không dám nói đến cái ý kiến, những phát biểu của chúng ta, của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vì rằng là họ nói không được bàn vấn đề chính trị. Thì nhớ cái điều đó là cái điều mà Tổng thống Ford thì nói rõ trong cái đạo luật 94-350 là đài phải đại diện cho tất cả, cho toàn thể nước Mỹ, chứ không thể đại diện cho một phần nào trong cái xã hội của nước Mỹ được. Yeah. Thì chúng ta là một thành phần trong đó, chúng ta phải được đại diện. Yeah. Thưa anh. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng được biết rằng bác sĩ Nguyễn Quốc Vương có một cái quan hệ rất là mật thiết với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
ông có thể cho biết rằng nhân cái dịp này ông có thể lên được một cái tiếng nói, lập một cái phái đoàn để mà đến thẳng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà chúng ta có thể trực tiếp đưa cái tiếng nguyện vọng của chúng ta? Thưa anh Vương, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi sẽ mời tất cả anh em trong cộng đồng, như là anh cũng biết trước là chúng tôi chỉ khởi xướng, nhưng mà khi chúng ta có cái công việc thì cần phải sự tham gia tất cả đông đảo. Chúng ta sẽ lập một phái đoàn đông đảo và chúng ta sẽ vào Bộ Ngoại giao, tôi nghĩ không xa lắm, trong một vài tuần tới thưa anh. Tức là hy vọng là chúng ta sẽ có một cái phái đoàn để mà chúng ta đến thẳng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói với lại Ngoại trưởng của Hoa Kỳ rằng là chúng ta rất muốn là cái chương trình đó không xảy ra, và cái chương trình hợp tác đó phải chấm dứt như thế nào đó, phải chấm dứt ngay. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng vì lý do là cuối tháng 9 là họ bắt đầu phát thanh những cái chương trình đó ở tại trong nước của chúng ta, do đó nên vấn đề mà thời gian rất là quan trọng. Có thể hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại bác sĩ Quân trong một cái phái đoàn để mà chúng ta đi vào Bộ Ngoại giao, hoặc là vào thẳng vấn đề lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ. Và ngay cả bác sĩ Quân cũng nói rằng chúng ta có thể gọi thẳng cho tòa Bạch Ốc để mà chúng ta có thể có những cái liên lạc cụ thể để chấm dứt ngay cái chương trình là chúng ta phải liên lạc với tòa Bạch Ốc, đặc biệt là National Security Council, để mà nói cho họ đó là cái điều bất lợi cho chính phủ Mỹ, bất lợi cho dân chúng và nhân dân Hoa Kỳ. Và đồng thời đó nó làm hạ uy tín của một cái đài tiếng nói chính thức đại diện cho chính phủ Mỹ. Và chúng ta nói đến những quyền lợi của nước Mỹ. Và đồng thời chúng ta cũng nói đến là cái sự cả một cái, nếu mà họ chấp thuận cái này thì cả một cái khối dân là cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ bị bỏ quên. Và sẽ bị left out, tức là không có được nói tới trong những ngày sắp tới. Xin được cảm ơn bác sĩ Quân. Xin cảm ơn anh Nhân và xin kính chào quý khán giả của đài. Kính thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng xin được vận động, xin được cổ động để mà quý vị cùng ký tên lên một cái bản kiến nghị mà chúng tôi đã có sẵn, bác sĩ Quân đã gửi ra vào sáng hôm nay. Và nếu mà quý vị liên lạc với chúng tôi đó, thì hoặc là liên lạc với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đó, thì chúng ta có thể nhận được những cái form đó, hoặc là chúng tôi sẽ gửi đến những cái cơ quan giống như là liên hệ, giống như là cộng đồng, hoặc là những cái cơ quan truyền thông báo chí, để mà chúng ta có thể làm liền ngày hôm nay, gửi đi liền, tại vì chúng ta không còn có thời gian để mà chờ đợi nữa. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.